thế giới Beyblade, nơi các con quay đối đầu với nhau trên sàn đấu. Chào mừng đến với thế giới Beyblade, quay đối đầu với nhau trên sàn đấu. Cùng những người chơi đầy nhiệt huyết đến từ mọi nơi trên thế giới. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Vát Ai, một cậu bé tài năng và có niềm đam mê bất tận với Beyblade. Khát khao chiến thắng, cậu phải nỗ lực hết mình để đến với chức vô địch quốc gia và các giải đấu quốc tế. Nhưng đây không phải là một thử thách dễ dàng. Những đối thủ mạnh luôn cản bước chân của cậu. Trận đấu Beyblade phát sóng vào lúc 16:30 hàng ngày trên kênh An.